Sau đây là các thông tin kinh tế. Dựa trên những thay đổi của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB vừa đưa ra báo cáo cập nhật tình hình phát triển châu Á 2011. Điểm nổi bật trong báo cáo lần này là ADB đã điều chỉnh mức dự báo lạm phát của Việt Nam năm 2011 từ 13,3% lên 18,7% và sẽ giảm xuống 11% vào năm 2012. Trong bản cập nhật báo cáo này, bên cạnh việc tiếp tục đánh giá cao nỗ lực thực hiện nghị quyết 11 của chính phủ nhằm ổn định nền kinh tế, ADB cho rằng thị trường vẫn đang nhận được những tín hiệu khác nhau về các chính sách tiền tệ và tài chính. Điều này đang làm giảm hiệu quả của gói chính sách ổn định kinh tế vĩ mô. Theo ADB, luồng vốn nước ngoài vào Việt Nam đang chậm lại, đồng thời Việt Nam có mức lạm phát cao nhất, trong khi lượng dự trữ ngoại tệ lại thấp nhất trong khu vực. Nghị quyết 11 đã tạo ra những hệ quả tích cực như tỷ giá hối đoái đã ổn định, mức dự trữ ngoại hối đã tăng lên. Và nếu nhìn vào mức lạm phát theo tháng từ tháng 6 tới tháng 8 thì đã có mức giảm nhất định. Lạm phát trong nửa đầu năm 2011 của Việt Nam ở mức khá cao bởi sự tăng giá của lương thực, thực phẩm và hệ quả của việc tăng trưởng tín dụng năm 2010. Với giả định chính phủ sẽ không nới lỏng quá sớm nền kinh tế, chúng tôi dự báo mức lạm phát năm 2011 là 18,7%. Để hạn chế những rủi ro và thách thức trong trung và dài hạn, các chuyên gia của ADB khuyến nghị Việt Nam thực hiện kiên trì nghị quyết 11 để kiềm chế lạm phát và góp phần làm giảm lãi suất. Thứ hai, cần có những chính sách và yêu cầu chính sách rõ ràng, nhất quán và minh bạch hơn để khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư. Thứ ba, cần phải cân bằng giữa nỗ lực hỗ trợ ngân hàng và các doanh nghiệp với nhu cầu bảo vệ giá trị tiết kiệm thực của người gửi tiền. Thứ tư, ưu tiên trước mắt là khôi phục sự bình ổn, nhưng cần thực hiện các cải cách cơ cấu nhằm giải quyết nguyên nhân cốt lõi của lạm phát cao. Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng việc ban hành chỉ thị về giải pháp quản lý thị trường bất động sản lành mạnh. Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên cho vay các dự án có khả năng thanh khoản cao, các dự án nhà ở giá thấp, cùng với đó tăng tỷ trọng cho vay mua nhà để ở. Bộ Xây dựng cũng đã đề xuất ban hành quy định và kiểm soát khi thỏa thuận đầu tư để có thêm nhiều loại cơ cấu căn hộ trong các dự án phát triển nhà ở. Ưu tiên là các căn hộ có diện tích trung bình từ 70 đến 90 m2 và diện tích nhỏ dưới 70 m2 với giá bán hợp lý. Bên cạnh đó, hạn chế cho vay bồi thường, giải phóng mặt bằng, các dự án bất động sản cao cấp như dự án căn hộ chung cư có giá trên 30 triệu đồng một m2 hoặc diện tích trên 120 m2, biệt thự, nhà liền kề. Quan điểm Bộ Xây dựng là chúng ta kiểm soát chặt chẽ là đúng, nhưng mà cái mức độ và cái cơ cấu trong cái cho vay bất động sản thì nó phải hợp lý, tăng cường hơn nữa cái nguồn vay cho cái tạo lập ra các cái sản phẩm mà có giá trị quy mô trung bình và nhỏ, thích hợp với lại cái khả năng thanh toán của người dân. Đồng thời là tăng cường hơn cái cho vay đối với người dân để người dân có cái khả năng là mua nhà để ở. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng tỷ lệ nhà chung cư cao tầng, bảo đảm số lượng căn hộ nhà chung cư đạt trên 80%, hạn chế nhà ở cao cấp. Ngoài các chương trình về nhà ở cho sinh viên, công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, đề án nhà ở cho thuê đang được tập trung xây dựng, trong đó chú trọng phát triển nhà ở xã hội giá rẻ để cho thuê, thuê mua. Trong quý 4 năm nay, Bộ Xây dựng sẽ chỉnh chính phủ đề án quỹ tiết kiệm nhà ở. Kính thưa quý vị, hiện có rất nhiều cảng hàng không nội địa có tần suất bay thấp và bị lỗ nặng, trong khi đó tỉnh nào cũng đề xuất được xây dựng sân bay. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc của Bộ Giao thông Vận tải với Cục Hàng không Việt Nam vào chiều ngày 14 tháng 9. Hiện nước ta đang khai thác 22 cảng hàng không. Đến năm 2020 sẽ xây dựng 26 cảng hàng không, trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế và 16 cảng hàng không nội địa. Theo kế hoạch, Cục Hàng không Việt Nam sẽ hoàn thành quy hoạch sân bay Phan Thiết, còn quy hoạch các sân bay như Lào Cai, Quảng Ninh, Quảng Trị sẽ được tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, các cảng hàng không địa phương đều có tần suất bay thấp và bị lỗ. Việc duy trì hoạt động của các cảng hàng không này chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng.
Tuy nhiên hàng năm, Tổng Công ty Cảng Hàng không miền Bắc phải bù lỗ cho hoạt động của các cảng hàng không địa phương hàng trăm tỷ đồng. Riêng năm 2010, bù lỗ gần 83 tỷ đồng và bình quân mỗi chuyến bay phải bù lỗ gần 10 triệu đồng. Dự kiến trong những năm tới, việc bù lỗ cho các cảng hàng không địa phương ngày càng gia tăng do mức tăng về chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng và các chi phí phục vụ trực tiếp trong khi giá phục vụ không tăng hoặc tăng không theo kịp mức chi phí. Giá của 350 dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới, tuy nhiên lần tăng này cũng không ảnh hưởng nhiều đến 53 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế. Bộ Y tế cho rằng giá dịch vụ khám chữa bệnh quy định từ năm 1995 đến nay không còn phù hợp. Ngoài ra, ngân sách nhà nước cấp cho các bệnh viện hiện còn rất thấp, khoảng 40 đến 50 triệu đồng một giường bệnh một năm, chưa đảm bảo chi trả tiền lương theo ngạch bậc, phụ cấp, đóng bảo hiểm. Hầu hết chi phí để vận hành bệnh viện và thực hiện dịch vụ khám chữa bệnh đều phải sử dụng từ nguồn thu viện phí và bảo hiểm y tế. Theo Bộ Y tế, những dịch vụ dự tính tăng gồm giá khám chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe, giá giường bệnh và giá các dịch vụ kỹ thuật. Có 220 dịch vụ kỹ thuật dự định sẽ tăng từ 2 đến 2,5 lần và khoảng 70 dịch vụ có mức tăng từ 7 đến 10 lần. Việc tăng viện phí không ảnh hưởng nhiều tới 53 triệu người đã có thẻ bảo hiểm y tế vì chi phí khám chữa bệnh của đối tượng này về cơ bản đã được bảo hiểm y tế chi trả, kể cả một số dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn. Phần tăng thêm cũng được bảo hiểm y tế thanh toán theo tỷ lệ quy định tại luật bảo hiểm y tế. Đối với người thuộc hộ cận nghèo và nông dân, theo lộ trình thực hiện luật bảo hiểm y tế, từ mùng 1 tháng 1 năm 2012 sẽ hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế để đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014. Vì thế, nếu tham gia bảo hiểm y tế, các đối tượng này không bị ảnh hưởng nhiều. Hội nghị thường niên mùa hè Diễn đàn Kinh tế Thế giới, còn gọi tắt là Diễn đàn Davos mùa hè 2011, đã khai mạc ngày hôm nay 14 tháng 9 tại thành phố Đại Liên, Đông Bắc Trung Quốc, với sự tham dự của gần 1.700 đại biểu đến từ khoảng 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Diễn đàn Davos mùa hè 2011 tập trung thảo luận các mô hình mới về tăng trưởng kinh tế, khuyến khích những đổi mới và sáng tạo trong kinh doanh. Diễn đàn cũng sẽ đem lại cái nhìn tổng quan về tình hình kinh tế, phát triển công nghiệp và công nghệ trên thế giới, đồng thời thảo luận về các mô hình doanh nghiệp và các thị trường tài chính. Bên lề hội nghị có nhiều hoạt động như cuộc họp cấp bộ trưởng, gặp gỡ giữa các nhà khoa học trẻ, triển lãm nghệ thuật và tham quan các cơ sở công nghiệp địa phương. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định Bắc Kinh sẽ tích cực tham gia tiến trình toàn cầu hóa kinh tế, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan để môi trường đầu tư trở nên công khai hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp các nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai những chính sách tài chính và tiền tệ thận trọng và tích cực, đảm bảo sự liên tục và ổn định của các chính sách kinh tế vĩ mô. Chúng tôi cũng cần điều chỉnh và tăng cường tính thích hợp, linh hoạt và có tầm nhìn trong các chính sách của mình để theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, cũng cần chú trọng sự cân bằng giữa tăng trưởng ổn định, tái cơ cấu nền kinh tế với kiềm chế lạm phát. Chúng tôi cũng cần phải ổn định giá cả và ngăn chặn những cú sốc kinh tế để đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội trong năm nay. Trong bài phát biểu của mình, ông Ôn Gia Bảo cũng cho biết, trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục chiến lược mở rộng và điều chỉnh nhu cầu trong nước, lấy việc nâng cao chất lượng nhân lực làm cơ sở để phát triển kinh tế, tăng cường sáng tạo, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao khả năng đối phó với biến đổi khí hậu. Ông bày tỏ tin tưởng nền kinh tế Trung Quốc sẽ có đóng góp mới cho sự tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng của nền kinh tế toàn cầu. Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos mùa hè ra đời từ năm 2007 với mục đích thảo luận, nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế và sáng tạo khoa học kỹ thuật từ góc nhìn châu Á. Ngày 13 tháng 9, Ngân hàng Thế giới thông báo chính thức công nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp gọi tắt là NTC là chính phủ hợp pháp ở Libya, đồng thời cam kết đóng góp trong công cuộc tái thiết ở quốc gia Bắc Phi này. Thông báo trên của Ngân hàng Thế giới cho biết, quyết định trên được đưa ra dựa trên những tiến triển tại Libya và quan điểm của các nước thành viên, cũng như sau khi ban lãnh đạo lâm thời Libya cam kết xây dựng một quốc gia có luật pháp, thể chế và thịnh vượng. Hiện Ngân hàng Thế giới cùng Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu là ba đối tác được NTC mời tham gia hỗ trợ Libya khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Cùng ngày, Canada thông báo sẽ giải tỏa 2,2 tỷ đô la Mỹ giá trị tài sản của chính quyền nhà lãnh đạo Gaddafi bị nước này phong tỏa theo nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Khoản tiền này sẽ được chuyển cho NTC để trả lương cho cảnh sát và giáo viên, khôi phục hệ thống điện nước và mua trang thiết bị bệnh viện ở Libya. Còn tại thủ đô Tripoli, NTC đang nỗ lực tạo ra bầu không khí ổn định và hợp pháp ở quốc gia Bắc Phi này sau nhiều tháng xung đột. Trong đó có vấn đề kiểm soát các tay súng của lực lượng nổi dậy, vốn bao gồm rất nhiều thành phần. Ngoài ra, NTC cũng tiến hành dỡ bỏ các trạm kiểm soát đã được dựng lên vô số ở Tripoli sau khi lực lượng nổi dậy tiến vào thủ đô. Hầu hết các tay súng đều hợp tác với NTC, tuy nhiên chúng tôi vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết. Theo NTC, các tay súng nổi dậy hiện có hai lựa chọn, hoặc gia nhập quân đội và cảnh sát Libya, hoặc sẽ phải giải tán. Tiếp tục thông tin về vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra đêm ngày 13 tháng 9 tại Ấn Độ. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng Ấn Độ xác định nguyên nhân tai nạn là do lỗi của người lái tàu. Theo thống kê mới nhất, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và khoảng hơn 80 người bị thương trong vụ tai nạn này. Tai nạn xảy ra trên đoạn đường sắt gần Arakonam, cách thành phố cảng Chennai của Ấn Độ khoảng 80 km. Đoàn tàu EMU đã đâm vào đuôi của một đoàn tàu chở khách đỗ tại một cột tín hiệu gần Arakonam, làm 5 toa tàu chật bánh, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Cơ quan đường sắt Ấn Độ dẫn kết quả điều tra ban đầu cho biết, người lái đoàn tàu EMU đã phớt lờ đèn tín hiệu và biển hạn chế tốc độ. Trước đó, Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ cũng tuyên bố sẽ điều tra và xử lý nghiêm minh vụ việc, đồng thời bồi thường cho các nạn nhân. Hiện các lực lượng cứu hộ Ấn Độ đang tích cực thu dọn hiện trường vụ tai nạn và tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Hệ thống đường sắt ở Ấn Độ mỗi ngày vận chuyển tới 18,5 triệu lượt hành khách và tai nạn đường sắt cũng là một vấn đề nổi cộm ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới này. Theo số liệu thống kê, chỉ riêng trong một năm qua, tại Ấn Độ đã có hơn 400 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương vì tai nạn đường sắt. Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống đường sắt cũ kỹ, công tác bảo dưỡng kém và lỗi chủ quan của con người. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi mà quý vị và các bạn đã dành cho bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.